Nếu bạn hỏi câu hỏi liên quan đến vấn đề xin về nước để lấy năng kiêng trong lúc bạn phỏng vấn xin việc Tokutigino, chuyển việc, bạn có thể bị công ty từ chối ngay. Xin chào tất cả mọi người, mình là Toàn Lê, tư vấn việc làm Tokutigino và kỹ sư tại Nhật và tư vấn các loại hình visa lao động tại Nhật. Dạo gần đây, trong lúc mình hỗ trợ cho các bạn chuyển việc ở các công ty xí nghiệp người Nhật, các bạn đều có câu hỏi chung, đó là khi vào làm công ty từ 1 năm đến 2 năm, công ty có tạo điều kiện để về nước lấy năng kiêng hay không khi bạn tròn cái thời hạn là sống ở Nhật 5 năm? Câu trả lời của các xí nghiệp hầu như là trên 80% là không tạo điều kiện cho bạn về nước để lấy năng kiêng. Bởi một số lý do sau. Khi xí nghiệp người ta tuyển bạn vào với tư cách là Tokutigino, công ty sẽ đóng cho bạn với dạng là kose năng kiêng, bao gồm cả bảo hiểm và năng kiêng. Để hoàn thành thủ tục cho bạn về nước lấy năng kiêng, thì công ty bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng, tạm ngưng việc đóng năng kiêng bảo hiểm cho bạn, thì bạn mới có thể về nước để đủ điều kiện lấy năng kiêng, và bạn cần phải cắt địa chỉ luôn bên Nhật này thì mới đủ điều kiện. Thế thì công ty người ta tuyển bạn vào, sau đó tạo điều kiện cắt hợp đồng và tạm dừng đóng năng kiêng, thì làm rất là nhiều thủ tục, như vậy công ty sẽ rất là gặp khó khăn, nên là công ty hầu như là người ta không muốn làm điều đó. Các bạn biết, khi tuyển vào và muốn dừng cái việc đóng đó, bắt buộc phải cắt hợp đồng, các thứ, vân vân và vân vân. Nên công ty người ta sẽ rất khó trong vấn đề này. Tiếp theo là lý do thứ hai là khi các bạn vào làm rồi, tự nhiên bạn về nước chơi một tháng, thì công ty không có người thay thế bạn vào cái vị trí của bạn, thì rất khó để tạo điều kiện cho bạn. Mình nói ở đây không phải là 100% công ty ở Nhật người ta không tạo điều kiện, nhưng mà cái số lượng mà công ty tạo điều kiện cho bạn rất ít, nên bạn cần phải lưu ý trong quá trình phỏng vấn. Bạn nên tránh những câu hỏi này nhé. Còn cái việc lấy năng kiêng, khi chúng ta sống tại Nhật 5 năm hoặc là 10 năm, nếu như chúng ta quan tâm việc lấy năng kiêng thì cần phải xem xét kỹ, chứ không là cơ hội để chúng ta ở lại Nhật sẽ cực kỳ thấp. Nên là các bạn lưu ý nha. Tiếp theo nữa, hiện nay cái việc mà các bạn sống ở Nhật 5 năm rồi các bạn lo sợ vấn đề là năng kiêng của mình bị mất, cũng như là cái chỉ số nó thấp đi, thì hiện nay những cái thông tin vừa qua, tháng 6 tới là sẽ có cái chế độ là lên Tokutigino số 2 từ 2 nhóm ngành lên thành 11 nhóm ngành. Nếu như những bạn nào có điều kiện và muốn sống tại Nhật lâu dài và sau này có cơ hội xin lên vĩnh trú, thì bạn nên xem xét cái vấn đề là về Việt Nam để lấy năng kiêng. Nếu như bạn lấy năng kiêng thì sẽ không đủ điều kiện để sau này bạn có cơ hội ở lại với Nhật với visa vĩnh trú. Nên là các bạn lưu ý nha. Khi phỏng vấn các bạn nhớ tránh cái câu hỏi này để chinh phục được nhà tuyển dụng. Cảm ơn các bạn.